Xin chào tất cả các bạn nha, lại mình Leo đây. Chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Ngày hôm nay Leo sẽ hướng dẫn các bạn bài One Way Ticket. Đầu tiên là bài này chúng ta sẽ đi theo 4 gua, có nghĩa là chúng ta sẽ đi theo 4 hướng. Thứ hai, cách đếm của bài này thì chúng ta sẽ đếm từ 1 đến 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái nào có dựa chai thì ta thêm and vào, ví dụ 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. Ok, chúng ta và mỗi một tường chúng ta sẽ có 4 câu 8. Chúng ta đếm hết 4 câu 8 đó thì chúng ta sẽ chuyển sang tường thứ hai để đi, được chưa? Thì mình sẽ hướng dẫn thật là chậm, thật là kỹ cho các bạn có thể dễ theo dõi nha. Nhé, bây giờ chúng ta cùng vào bài nha. Đầu tiên này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng chân phải, được chưa? Chân trái làm trụ này, chân phải chúng ta bước sang ngang này, đếm là 1, được chưa? 1, chân trái trụm vào, đếm là and, đó, không phải 2 đâu nhá, and. Tiếp tục, chân phải sang ngang tiếp, đếm là 2, được chưa? Thì khi đi nhanh thì chúng ta sẽ là, chưa? 1 and 2, đấy, các bạn có hiểu không ạ? Ok, đấy, nhá, chân phải bước sang ngang này, 1, chân trái trụm vào, and, và đẩy chân phải sang ngang tiếp, đó, 2, ok, được chưa? Tiếp theo, chân trái chúng ta lùi về, được chưa? Chúng ta lùi chân trái về như nào? Lùi chân trái về chéo góc 45 độ ở phía đằng sau, đếm là 3, được chưa? Và nhấc chân phải lên, đếm là 4, được chưa? Thì chúng ta sẽ có nhịp là 1 and 2 3 4, đúng không ạ? 1 and 2 3 4, đúng chưa? Thì khi đi vào chúng ta sẽ là 1 and 2 3 4. Đấy, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tương tự như thế, quay trở về phía bên trái, đúng không? Thì đến lần này lại đến lượt chân trái, đúng không? Chân trái chúng ta bước sang ngang thì chúng ta sẽ lại là gì ạ? Đúng không? 3 4 đúng không? Bây giờ 5 6 đúng không? 5 6 7 8 đúng không? Thì sẽ là 5, được chưa? Chân phải trụm vào and và đưa chân trái sang 6, đúng không? Vậy lùi chân phải về 7 và tiếp theo chân trái nhấc lên là 8, đúng không? Ok, vậy là chúng ta xong câu 8 thứ nhất, đúng không? Tiếp theo đến câu 8 thứ hai này, được chưa? Chân phải chúng ta đưa sang ngang, được chưa? Bằng mũi chân đếm là 1, được chưa? Chân phải đang ở dưới này, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ là 7, 8, đúng không ạ? Thì bây giờ trụ đang ở phía chân trái, thì giờ chúng ta tiếp tiếp chân phải lên để chúng ta đi câu 8 thứ hai. Có tổng có 4 câu 8 mà, đúng không? Đi câu 8 thứ hai. Thì tiếp theo này, câu 8 thứ hai thì đầu tiên chân phải dùng mũi chân này đếm là 1, được chưa? Chúng ta chỉ lên trên nhá, đưa chéo lên 45 độ từ dưới lên trên. Đấy, dưới lên trên chéo 45 độ, được chưa? Đếm là 1, được chưa? Tiếp theo, cái 1 này đấy, chúng ta lại bước đặt lên chân phía trước. Đó, trước chân trái, đấy, chân phải hạ xuống thì đếm là 2, đúng không? Tiếp theo, chân trái đưa lên chéo lên phía trước 45 độ, được chưa? Đếm là 3, và tiếp tục chúng ta hạ cái trụ chân trái xuống, đếm là 4, thì sẽ là 1, 2, 3, 4, đúng không? Khi đi về đây sẽ là 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Ok, mình đi từ đầu nhá. Nối vào này, 5, 6, 7 vào này, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, được chưa ạ? Ok, tiếp theo là 5, 6 đúng không? 5 thì chúng ta đưa chân phải phía trước dậm xuống này, 5, được chưa ạ? 6 thì chân trái dậm tại chỗ, 6, ok. Tiếp theo 7 và 8 thì ở đây sẽ là 7 and 8, được chưa? 7 and 8 thì đầu tiên này, cái này là cái quan trọng nhất này, các bạn phải để ý cái này, đúng không? Cái này rất dễ sai này, được chưa? Lùi chân phải về nó sẽ là 7, được chưa? Tiếp theo lùi tiếp cái chân trái này về đếm là and, được chưa? Và chúng ta nhấc cái chân phải lên thì đếm là 8. Các bạn hình dung không ạ? Nó sẽ là này, được chưa? 5, 6, 7 và 8. Đấy. Sẽ là 5, 6, 7 và 8. Nhấc cái gót chân phải lên. Đấy. Đấy. Mình làm lại giờ cho các bạn xem nhá. Đầu tiên đi sang ngang nào. 2, 3, 1 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, chân phải 5, 6, 7 và 8, đúng không ạ? Đúng không? Chúng ta lùi chân phải về, xong lùi chân trái về và nhấc chân phải lên, đúng không? Tiếp theo này, chưa? Tiếp theo câu 8 thứ 3 này, lùi chân phải về, được chưa?
dùng cái mũi chân này gõ xuống đất, đếm là 1 2, để chưa, cái nhịp này sẽ nghỉ 2 nhịp, nó sẽ là 1 2, tiếp theo chân trái 3 4, được chưa ạ? Và lùi chân phải về dậm xuống 5, nhấc chân trái lên 6, được chưa ạ? Và bước chân phải lên nháy cha cha 7 và 8. Đấy, thế là xong câu 8 thứ 3. Được chưa ạ? Ok. Mình làm lại từ đầu cho đến câu 8 thứ 3 nhá. Nào. Ok. 5 6 7 vào này, 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 tiếp tục 1 2 3 4 5 6 và bước lên cha 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 7 và 8. Ok, rồi đến câu 8 số 4, câu 8 cuối cùng này. Và chúng ta chuẩn bị này, bây giờ đến chúng ta sẽ đi câu 4, câu 8 cuối cùng, và chúng ta đồng thời đi đổi hướng sang phía bên trái để đi bức tường thứ hai này, đúng không? Thì chúng ta sẽ đưa chân trái lên bước là 1, được chưa ạ? Chân phải bước sang ngang 2, chân trái thu về 3, chân phải chụm về chân trái là 4, nhớ là mũi chân nhé, và tại vì cái chân phải sẽ đưa ra luôn, tiếp tục cái chân phải này đưa ra ngoài đi side step này 5 này, thu chân về 6 và tiếp tục chân trái 7 và thu về là 8 là xong. Và chúng ta lại đi bức tường thứ hai lại 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8. Được không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ đi hoàn chỉnh cái 4 câu 8 đầu tiên của cái tường thứ nhất nhá. Ok. Nào, 5 6 7 vào này, 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Và chúng ta tiếp tục đi theo tường mới. Ok. Bây giờ mình sẽ logic lại và mình đi bài này cả 4 hướng cùng với nhau để nối lại, và mình sẽ đi với tốc độ vừa phải để cho các bạn dễ tập, để cho khi các bạn lắp vào với nhạc thì các bạn sẽ đi được tốt nhá. Ok. Ok, 5 6 7 vào này, 1 và 2 3 4 5 và 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 và 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 và 2 3 4 5 và 6 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Phần động tác nhảy ghép với nhạc thì mình để link bên dưới, các bạn nhớ click và xem nha. Bài nhảy mình hướng dẫn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo của Leo nha.